Hello nha em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì tiếp tục ở trong video ngày hôm nay, mình sẽ lại vào đây chơi game cũng như là kiếm tiền và thử cái vận may xem là mình vào đây hôm nay là có kiếm được tiền trong cái con app đổi thưởng MMWin này không anh em nhé. Đấy, thì thôi không cần phải nói nhiều nữa, chắc là anh em cũng đã biết đến cái con MMWin này rồi, bởi vì nó đang là một con app đổi thưởng đang rất chi là hot và uy tín hiện nay. Đấy, chắc là cũng nhiều anh em, rất nhiều anh em chơi anh em biết rồi. Đấy, thì hôm nay với số vốn mình đây 4.600.000 anh em ạ. Đấy, hôm nay thì mình sẽ vào chơi thử vận may chơi cái con game gì đây. Thôi vào luôn sóc đĩa đây anh em ơi. Đấy rồi, thì với số vốn 4.600.000 này thì hôm nay nếu mà may mắn mà đỏ thì cố gắng là chơi lên tầm 6 triệu, phát là mình rút 5 triệu ra để lại 1 triệu để chơi thôi anh em ạ. Đấy rồi, thì cũng là trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ luôn cho anh em mình cái gọi là kinh nghiệm chơi cũng như là để làm sao bắt được những cái cầu vị này nhé cho nó hiệu quả. Đấy, để cho mình có ra gọi cái chiến thắng được nhà cái em nhá. Tay đầu rồi, tay đầu đánh lẻ phát nó ra chẵn luôn anh em ạ. Chưa xem cầu kèo nào đánh cái. Úi giời, 1 2 3 4, 1 1 1 2 3 4. Rồi ok, phát này đánh 3 đỏ 1 lít 3 trắng 5 xoại gấp thép. Rồi ok, thôi cái đánh này cho nó cân cửa anh em nhé. Rồi thì link tải game con này mình có để dưới phần mô tả và phần bình luận. Anh em nào mà cũng muốn vào đây chơi game, trải nghiệm cũng như kiếm tiền từ con app đổi thưởng này thì có thể tải về theo cái đường link mình để dưới phần bình luận và phần mô tả anh em nhé. Đấy, anh em tải về đúng đường link thì sẽ được nhận gift code để chơi trải nghiệm miễn phí hàng ngày anh em nhé. Đấy, và khi nào anh em đăng ký thành công thì sẽ vào cái nhóm Telegram sẽ được hỗ trợ và nhận gift code anh em nhé. Rồi lại quay lại đánh nhỏ nhỏ thôi, phát này kết 3 đỏ anh em ạ, đánh 3 trắng nó lên 3 trắng, may là lại quay sang đánh cho nó cân cửa 100 đấy anh em ạ. Đấy, quanh từ này lãi ra ăn ra rồi, lại húp anh em ạ. Đấy, gãy tay đầu tiên phát là đánh hai tay sau là húp ra được xem là bao nhiêu. Úi rồi ôi, làm củ luôn, vừa nãy là có 4 củ rưỡi rồi, giờ lên 5 củ rưỡi rồi. Đấy, để nó cứ cược tiếp đi, đang cầu lẻ anh em nhé. Đây thì anh em nên là chơi vận dụng theo cái cầu nó thực tế anh em ạ. Rồi anh em không phải là xem anh em cứ bắt cái cầu áp dụng của hôm nay đến ngày mai là cầu bẹt các kiểu, mình thực tế anh em nhìn cầu nhé. Nhưng mà tuy nhiên là anh em để chơi mà anh em bắt được những cầu thực tế này để nó chính xác ấy, anh em biết chơi ấy, thì anh em nên có những cái tìm hiểu trước đi. Và anh em chơi thì mình lúc mới chơi thì mình chơi vốn nó nhỏ thôi anh em ạ, 5k 10k thôi, để mình học hỏi những kinh nghiệm cũng như cách chơi nhá. Xong rồi bắt đầu mình mới gọi vào thực chiến mình kiếm tiền được. Tất nhiên là không phải là hôm nào mình chơi cũng đều được đâu anh em ạ. Nó cũng là đỏ đen nữa đấy. Đỏ đen là cái may mắn. Kể cả ở bên ngoài thực tế nhiều ông là đi đánh bài lá bịp nọ kia, nhưng cao thủ thì còn có cao thủ hơn. Đấy, thế cho nên là chơi trong ngày thì nó cũng là đỏ đen. Có lúc mình bắt cầu thì nó cầu nó sẽ đảo lung tung anh em hiểu không? Hôm nay nhà cái nó sẽ cho đi quy luật là cho đi đường thẳng, nhưng ngày mai nó sẽ đi đường cong. Đấy, thế cho nên là mình không phải là lúc nào cũng cầu kèo như thế được, anh em hiểu không? Rồi thì mình sẽ đánh theo gọi là cái chiến thuật là đây đang 4 chẵn thì mình sẽ đánh 4 lẻ anh em nhé. 4 lẻ giờ lại lên 4 chẵn thì mình sẽ thử đánh chẵn tay này 200k thôi, đánh nhẹ thôi anh em ạ. Không cần nhất thiết tay nào mình phải đánh đâu anh em ạ. Nếu mà mình không kết thì thôi, mình có thể mình không đánh nhá. Chứ không cần đánh làm gì cả, bởi vì là ví dụ như là nó xem nào. Đấy, đúng luôn anh em ơi. Đấy, mình chỉ đánh gọi là thử cầu thôi, đánh 200k. Rồi, có khả năng là tay này nó sẽ đi cầu lẻ không? Thôi cứ đánh tiếp 200k. Đấy anh em ạ, cứ cược tiếp thôi, cứ làm 200k để xem là nó có ra không.
sẵn đi, hãy lên tứ tử. Ôi giời, đúng cầu luôn anh em nhá, vẫn đang bẹt. Rồi, chính xác đây anh em ạ, nó đang cầu đây. Thế cho nên là đấy, mình bảo anh em cứ phải đánh vận dụng theo cái cầu thực tế nhá, chứ đừng nên là nghe theo cái gì đâu. Đây là mình mang tính chất gọi là chia sẻ cho anh em về kinh nghiệm của là chơi thôi, chứ cũng mình cũng là người chơi, mình cũng ham mà. Đấy, rảnh rỗi vào đây chơi, nếu mà đỏ thì kiếm lấy một ít gọi là lấy tiền ăn sáng anh em ạ. Đấy, chặn tiếp đây. Ôi giời, lên tứ tử luôn anh em ơi. Rồi thì mình sẽ bẻ tay này nhá. Đây anh em để ý là nó đang cầu như thế này, nhưng mà mình sẽ bẻ đây. Đây, cầu đang đi như này nhưng mình sẽ bẻ luôn lẻ tay này anh em nhá. Rồi, bởi vì mình kết cái tiếng bẻ của mình là tại sao là tứ tử thì bốn trắng thì mình sẽ đánh là ba trắng, nhưng mà đấy là mình kết, mình hay bắt như kiểu như thế thôi. Còn chưa biết hôm nay là nó đang đi cầu như này, sợ nó lại ra sấp đôi tiếp thì là thì thôi cũng không sao, chấp nhận thôi. Thì lại ui rồi đấy, đúng thật luôn, đúng cầu anh em ạ. Rồi lại tiếp tục con này là phải gấp thép lên số này thôi. Rồi, con này kết tiếng lên ba đỏ nên là xem cầu này, con này nó có bền lại không. Con này ra lẻ ba đỏ là nghỉ luôn đấy anh em ạ. Chốt lái tay này là nghỉ hút. Rồi, đúng chưa nha. Đấy, cơ bản là chơi thì nên biết điểm dừng anh em ạ, đừng nên là đấy, em thấy chưa, mình muốn bẻ từ tay trước cơ đấy, nhưng mà nó đi đúng, đang đúng cầu. Mình sợ tiếng này là nó sẽ đi kiểu cầu 1-1 đây thôi, chắc là có lẽ là cũng dừng nghỉ ở đây thôi anh em ạ. Đấy, thôi, hẹn gặp lại anh em những video lần sau anh em nhé. Đấy, chốt lãi vừa này 4,5 triệu lên 7 triệu rồi, làm 2,5 triệu rồi.